Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng tiếp tục giao lưu với chỗ anh Đông ở Bình Tân quý cô chú. Thì anh Đông sẽ tiếp tục giới thiệu giao lưu với quý cô chú những cái cây mai tàn đẹp chơi Tết của vườn nhà Đông. Thì mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ Đông Bình Tân những cái cây mai tàn chơi Tết nha. Rồi, xin chào Đông ơi. Dạ, con xin kính chào quý cô chú và anh chị và các bạn ạ. Rất vui hôm nay lại được gặp lại quý cô chú và anh chị và các bạn. Thì hôm nay con cũng về được thêm một số phôi mai nữa. Cả phôi và cả mai tàn nữa để phục vụ Tết. Rồi. Thì kính mong quý cô chú anh chị đón xem và ủng hộ con ạ. Con rồi. Xin cảm ơn ạ. Rồi, rất cảm ơn Đông ha. Bây giờ mời Đông giới thiệu cho quý cô chú giao lưu nha. Dạ, đây thì nít này thì con xin giới thiệu nó là D1. Cây D1 thì nó là một cái cây phôi ạ. Cây phôi ha. Dạ. Rồi. Cây phôi thì lùn lực và đặc biệt là cái bộ đế của em nó cũng rất là đều. Ồ, đây quý cô chú xem ha. Cái này con mới cắt xong. Đây lùn lực nha quý cô chú. Một cái cây phôi rất là đẹp luôn nè. Lùn lực. Đó, đế là trải đều hết luôn ạ, đặt kẹo luôn nha cô chú. 24 giờ. Tuyệt vời luôn. Khui xuống dưới còn rất nhiều đế. Đặc biệt là khui xuống dưới còn rất nhiều đế ạ. Đây quý cô chú xem tổng thể cái dáng của em đó nha. Đó, dáng của em nó là cực kỳ là lực luôn. Đó, Đông quay một vòng nữa đi. Đó, quý cô chú hình dung nha. Rồi, Đông lấy thông tin đi Đông ơi. Đó, dạ. Quý cô chú xem cái bộ đế đó nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, vị trí đó nhiêu Đông ơi? Gần 36 ạ, gần 35 ạ. Rồi, 35 đi quý cô chú ơi. Dạ. Con đo cái nồi đế cho đo cái nồi đế nè. Chị tham khảo nhé. Tôi đế này. Của cái phôi là 145. Rồi 145 quý cô chú ơi. Dạ. Đây quý cô chú xem nha. Cái bộ đế nó chảy đều hết cái mâm luôn. Đường kính bầu hiện tại là 55. 55 quý cô chú ơi. Chiều cao hao hao luôn Đông ơi. Chiều cao hao hao của cây là 45. 45 ha. Cây rất là lùn lực. Đó. Cái đọt của cây đây. Đây quý cô chú xem dạ, nè. Có cái đọt ạ. Giót lên trên nè ha. Dạ cái đọt này là 21. Rồi 21 quý dạ. Cô chú ơi. Cây cũng rất là vót ạ. Ở trong quay nhẹ nhẹ một vòng nữa đi cho quý cô chú hình dung cái bộ đế nè. Cái phôi này thì đặc biệt thì bông thì cũng nó từ 5 tới 8 tới 10 cánh rồi. Tùy từng ấy rồi nhưng mà quý cô chú anh chị nếu mà về mình không ưng với cái này mà mình thích ưng cái loại bông nào khác á ghép thì mình ghép lại. Dạ thì con cũng có cắt chừa hơi cao cao cho cô chú một chút để về cô chú chỉnh sửa lại. Đó, dạ. Chỉnh sửa ghép lại. Rồi Đông giao lưu cái phôi cho quý cô chú luôn đúng không? Cái cây phôi này là con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 2.500.000. 2.500.000 ha. Có ship bao ship là 200 km. Rồi ship cũng 200 cây số luôn. Đó quý cô chú xem thì ưng thì cứ alo liên lạc với Đông nha. Mình nếu thấy mà quý cô chú anh chị ở xa hơn thì thêm cho con chút xíu tiền ship thì con có thể ship toàn quốc được. Đúng rồi. Đó. Cái phôi này cũng rất là đẹp nha quý cô chú. Đây này về ghép Đại Lộc về ghép khúc 150 cánh vô. Đó. Ghép vô. Và giáo Phú Tân vô. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Nó lùn lực. Ghép vô nuôi một năm thôi là nó lên gấp đôi giá trị tiền rồi, hơn rồi. Hơn. Ghép thành phẩm thôi là giá trị đã khác rồi. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, tiếp theo con xin giới thiệu đây là cây D2. Rồi. D2 nó giá một con thú nghênh đầu. Đây quý cô chú xem nha. Đó. Đế cũng rất là lực. Đít lở lắm. Dạ, nguyên con thú đây ạ. Có ức luôn, ức của em nó cũng rất là lở ạ. Đó. Thì dáng tổng thể. Dáng tổng thể lên. Cây rất là cao, tay cành cũng phân bổ bố cũng rất là đều. Sơ lại là Tết nó đặc tàn nên là đẹp lắm luôn đi nhá. Rồi, Đông quay qua một vị trí rồi lấy thông tin cho quý cô chú nè. Đây cái bộ đế quý cô chú xem lại nha. Dạ. Thông tin ở cái vị trí này con đo là 29 cô chú ơi. Rồi 29 quý cô chú ơi. Dạ. Chiều ngang đường kính bầu là 40 là 50. 50 ha. Dạ. Rồi hao hao cái tàn luôn rồi Đông ơi. Tàn hiện tại là 1,5 m. Rồi khoảng 1,5 m quý cô chú ơi. Chiều cao luôn Đông ơi. Chiều cao là khoảng 2 m. Rồi khoảng 2 thước hơn nha quý cô chú. Đây bây giờ Đông quay lại một vòng cho quý cô chú xem cái bộ đế của em đó nè. Đó cũng là một cái hình dáng thú ha.
hình dáng thú khéo, rất là khéo. Chân trụ của con thú rất là lớn đây. Đó, nó trụ nó giữ một cái thân cây này rất là vững chắc, rất là lực luôn. Dạ. Rồi báo giá luôn Đông ơi. Dạ, cây G2 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 3.500.000. 3.500.000 ha. Dạ. Rồi. Cũng ship 200 cây số ha. Dạ, ship 200 km. Đó. Thì trong quá trình ghi clip đó thì em cháu với Đông cũng không tránh khỏi những cái thiếu sót, thì mong quý cô chú xem quan hỷ và góp ý thêm để em cháu có những cái cơ hội phục vụ quý cô chú tốt hơn nha. Rồi, mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Tiếp theo là cây D3. Cây D3 ha. Dạ. Đây. D3 thì nó có một cái dáng đây, con mới moi sơ sơ cái đế thôi. Rồi. Nó có cọng đế hết đây, đều hết. Đây. Có đều hết luôn. Đó. Ra trải ra có hết á. Chưa dám moi lên nha quý cô chú. Dạ. Đây tổng thể đây dáng em nó đây. Thì tay cành của nó cũng rất là đều và lực. Rất là đều tay cành, nặng luôn. Đây, gió lên trên. Đây, chi cành bên trong đây. Đó, quý cô chú hình dung nha. Rồi, Đông quay qua lấy cái thông tin cho quý cô chú luôn rồi ơi. Dạ. Ừ. Đây, bộ đế của em nó đây quý cô chú ơi. Vị trí này con đo là 25. Rồi, 25 ha. Dạ. Rồi, đo thêm luôn cho quý cô chú luôn. Đường kính bầu là 48. 48 đường kính bầu quý cô chú ơi. Rồi. Hao hao cái tàng luôn Đông ơi. Chiều ngang của bộ tàng là 1,5 m. Rồi. Chiều cao thì 2 m ăn lên. Rồi, hơn 2 thước ha. Dạ. Đây. Quý cô chú xem lại cái bộ tàng nè. Rất là giót lên trên. Đó, thì cái này mình về là mình vô chậu rồi mình chằn lại nha quý cô chú. Đó, chỉnh sửa chút đỉnh là nó là dưỡng em nó là chơi Tết được nha quý cô chú. Đây. Rồi Đông báo giá giao lưu luôn Đông ơi. Dạ, giá đây là khuyến mãi luôn nha. Rồi. Giá là 1.800.000. 1.800.000 ha. Dạ. Rồi ship mãi luôn rồi. Ship 200 cây số luôn Đông ơi. Đó, quý cô chú xem mà thích ưng cái cây nào thì cứ alo cho Đông liền nha quý cô chú. Đó, mình để cái số của Đông ở góc trái của màn hình. Quý cô chú cứ thông thả xem. Có nhu cầu ưng thì cứ liên lạc với Đông liền nha. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Cây tiếp theo là cây D4. Cây D4 quý cô chú ơi. D4 thì cô chú quan sát cái bộ đế trước nha. Đây. Đó. Đó, con xoay cho cô chú coi đây. Một vòng quý cô chú hình dung nè. Cắm xuống cũng rất là đều. Đó. Đây chân có đây này. Con moi đến xương vậy thôi, tôi thấy cô chú thấy có đế là con dừng lại rồi. Đây. Cộng đế bỏ đều hết. Đó, em nó lắc nhẹ ha. Dạ, thì đây, nếu mà mình trồng thì mình có thể chơi cái dáng bay này. Bay hồi đầu này, hoặc là mình đẩy như này nữa thì nó đẹp, nó đều hơn này. Đây, con giữ này của chú này, con này. Đó, coi cái dáng em nó. Mình đi theo cái thế bay này thì đẹp nhất này. Đó, với chú con. Đó, chuẩn bay hồi đầu luôn, tay cành này dày đặc đầy đủ hết luôn. Nếu mà đi thế bay này. Đó, đưa chú với chị con. Đó, còn nếu không thì mình trồng mình để cái thế đứng lên. Đó, đứng lên. Đó. Đứng như này thì nó không được đẹp lắm. Dạ. Không thì mình chưa thấy bay đó là đẹp nhất. Dáng bay thì đẹp ha. Dạ, dáng bay thì chuẩn dáng bay nhất, đẹp nhất. Rồi lấy thông tin luôn cho quý cô chú hình dung luôn không ạ? Cái đo ở vị trí này đây con đo đây. 28. Rồi, 28 vị trí đó đi. Lên cái cổ trên này luôn. Cho cô chú tham khảo nha. 25. 25 trên 25. Đường kính bầu hiện tại của em nó là 46. Rồi, đường kính bầu 46 quý cô chú. Dạ. Thì bộ tàn ngang hiện tại nó là 1,5 m. Ồ, 1,5 m ha. Dạ. Chiều cao của chiều bay của nó thì cô chú cứ nhắm chừng 2 m đi nhá. Rồi, 2 m ăn lên. 2 thước hơn á. Dạ. Đây dáng tổng thể lại đây quý cô chú. Quay vòng đi Đông ơi. Quý cô chú hình dung nè. Xem lại bộ đế quý cô chú ơi. Rồi Đông quay qua và báo giá giao lưu cho quý cô chú luôn. Dạ, Đông cây D4 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 2.500.000. 2.500.000 ha. Con cũng xin bao ship là 200 km nha quý cô chú anh chị ơi. Ship 200 cây số luôn. Dạ. Mình mong quý cô chú anh chị ủng hộ con ạ. Số điện thoại của con là 0986. Rồi.
1 7 5 5 7 ạ. Con ở Đông Bình Tân ạ, số đó cũng là số Zalo của con luôn ạ. Thì em cháu lúc nào cũng để cái số đồng ở góc trái của màn hình, quý cô chú cứ xem là thích thì cứ alo liên lạc cho Đông nha quý cô chú ơi. Mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, tiếp tục là một cây dây lam. Rồi, cây dây lam. Cây dây lam này thì để dành cho các bạn đang tập chơi. Đây. Hoặc quý cô chú anh chị là muốn chơi cây mai tàn mini. À. Dạ, cây thì hiện tại thì cũng có củ đế, cũng có đế luôn. Mòi sơ thôi. Đế đây, đế đây. Có đế, nói chung là có đế hết cô chú nhá. Dạ. Đây, tổng thể này. Cánh cũng rất là đẹp. Cánh thì 5 6 cánh, 7 cánh. Cánh lớn, cánh tròn. Đó, quý cô chú anh chị coi. Tàn em nó cũng rất là dày đặc luôn. Rồi, giá quay thì rất là hữu nghị. Đây, lấy thông tin dạ, của cây luôn đâu ơi. Vị trí này con đo là 20. Rồi, 20 quý cô chú ơi. Dạ. Phát thân của cây là 16. Rồi. Đường kính bầu là 32. Những cái thông tin cơ bản cho quý dạ, cô chú nha. Chiều ngang của bộ tàn hiện tại là 125. 125. Rồi. Dạ. Cao hao hao. Cao thì 1,5 m. Khoảng 1,5 m ha. Cây đây là sống khỏe mạnh, bông hoa là bông chùm, đẹp hết luôn, tàn đều ạ. Rồi. Dạ. Quý cô chú anh chị nào mới tập chơi thì lên sở hữu những cây này để mình tập chơi, mình tập chăm nhá. Rồi. Dạ. Rồi Đông báo giá cho luôn luôn Đông. Cây này thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 800k. 800k ha. Dạ, dây lăm. Đây. Vẫn bao ship là 200 km nha cô chú anh chị ơi. Rồi rất tuyệt luôn quý cô chú ơi. Các cô chú anh chị nào ở miền ngoài đang tập chơi thì sở hữu cây này nhá. Phụ phí ship thêm 100.000 thôi là con sẽ ship về tới ngoài Hà Nội luôn. Ồ rất tuyệt luôn quý cô chú ơi. Đó thì mong quý cô chú trong quá trình xem đó thì cứ thích cái cây thì cứ alo cho Đông nha. Mà chỉ có 800k. Bé cô chú anh chị nào mà đi zoom nhà vườn mà mua được nổi một cái cây này 800k tới tận cửa nhà đâu. Dạ, nhưng mà cây này thì con lấy mai bày nên là con xin giao lưu để cho quý cô chú anh chị để những người tập chơi để mình chơi có ha, cơ hội để mình chơi được những cái cây mai. Đó. Rồi mình sẽ tăng nâng cấp dần từ từ lên, mình chơi những cây chất lượng hơn. Rồi. Rồi mong quý cô chú alo liên lạc với Đông nha. Dạ, mà Đông ship cho quý cô chú nha. 800k. Rất là hữu nghị luôn. Rồi. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, cây tiếp theo là cây D6. Cây D6 ha. D6 này nó có một cái giá một con thú nó bẻ nó lắc lên. Đây. Dạ, cây cũng rất là đẹp. Hiện tượng thì ở những cái chỗ này nó đang có hiện tượng dấu hiệu của bể xù. Đó, cây nó bể xù thì đế nó không được sung như là mấy cái cây nó không bể xù nha cô chú. Đây. Đó, nhưng mà đặc biệt là có đế. Đế trải đều hết ba mặt. Đây một cọng, đây một cọng, đây một cọng và có cọng trụ lớn cắm xuống. Rồi quay qua cho quý cô chú hiện tại thì rồi. Con khui được đến đây thì con đã nhìn được đến nhiêu đó rồi. Đó. Đây này, cắt cái bỏ lại đi thì nó có một cọng cắm xuống đây này, cọng lớn đây này cắm xuống đây này. Rồi. Cắt bỏ này đi vẫn được, con cứ để đó đi. Để cô chú xử lý. Bộ tàn của em nó cũng rất đều dạ, quý cô chú ơi. Tàn thì đặc biệt tàn dày đặc luôn. Tay cành cũng rất là lực. Rồi. Đây, ông lấy thông tin cho quý cô chú đi. Đó, tay cành rất là đều tay luôn quý cô chú ơi. Rồi, vị trí này nó đo là 26 này cô chú này. Rồi, 26 vị trí đó ha. Dạ, đo nó khúc gù là 27. Rồi. Đo cái cổ này là 25. 25 ha. Dạ. Rồi. Tay của em nó đây. Lực lắm, 12. 12 ha, tay cành 12 quý cô chú ơi. Cái này cũng 11. 11. Dạ. Hiện tại đường kính bầu của em nó là 48. 48 đường kính bầu quý cô chú ơi. Dạ. Chiều ngang của bộ tàn hiện tại nó là 130. 130 tàn quý cô chú ơi, cao hao chiều cao luôn Đông ơi. Cao thì khoảng 1,5 m. Rồi. Hết thước quý cô chú ơi. Rồi quay nhẹ nhẹ đi. Đây tàn đây quý cô chú ơi. Đó, sở hữu bộ tàn rất là đều ha. Rồi. Là đặc tàn luôn. Rồi Đông giao lưu cái cây này cho quý cô chú dạ, luôn. Cây là con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 2.200.000. Ồ, 2.200.000 ha. Dạ. Rồi cũng ship 200 cây số ha. 200 km. Rồi, mong quý cô chú trong quá trình xem đó thì cứ hợp nhãn thì cứ alo liên lạc với Đông liền nha quý cô chú. Để mà chốt cây thì Đông sẽ giữ lại giao cho quý cô chú. Đó, những cái cây này thì quý cô chú yên tâm giao lưu.
Đó, về là mình dưỡng thời gian tới Tết là chơi Tết được rồi nghe quý cô chú. À, mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, tiếp theo là cây D7 ạ. Cây D7 ha. Dạ. Đây quý cô chú xem đây. À. Đây quý dạ. Cô chú xem nha. Đây dáng tổng thể của em nó đây quý cô chú ơi. Đây một cái hình cây dáng bay ha. Cây dáng bay. Đây, Đông giới thiệu cho quý cô chú Đông cây ơi. Thì nó bay rất là đẹp, tay cành đầy đủ hết luôn cô chú ơi. Ừ. Về cô chú là chỉ việc nuôi nó rồi nó ra tay nó ra tàn nữa là cô chú sửa lại thôi. Ủa đế cũng rất khéo rồi quý cô chú. Đế thì đặt luôn. Ừ. Đó. Đặt về cô chú là ép nó xuống nha. Chồng ép xuống nó mềm lắm, ép xuống được hết. Rồi quay luôn, quay qua luôn nó vướng, con quay ngược lại này. Quay ngược lại đi. Đây khúc này nó có đế đây này chú, cô chú đây, đế này, cọng đế này. Ừ. Cọng đế này. Đó. Đế đây cái cọng này ép nó xuống này. Ừ. Đó là nó ra. Đây chạy thôi. Cây này nó dáng bay thì tay cành nó đầy đủ hết rồi. Rồi để nó đi mình ghi chi tiết cho quý cô chú nè. Đây, bộ đế ghi lại nè cho quý cô chú từ từ xem nha. Đó, giống như một con thú nằm lết ha. Đó. Đây bên trên đây tay cành đầy đủ. Ừ. Đó. Đó, vị trí này cho cô chú quay thăm quan sát là từ trên đọt và kéo xuống luôn. Ừ. Rất là đều. Rồi, ông lấy thông tin ghi vị trí này đi cho quý cô chú hình dung nè. Vị trí này con to là 25 nè cô chú. Rồi 25 quý cô chú ơi. Dạ. À, đường kính của bầu là 52. Rồi đường kính bầu 52 ha. Cái lồi đế này của con thú này cũng rất là lớn. Lồi đế của nó là 130. Rồi 130. Dạ. Rồi hao hao cái dáng bay luôn rồi Đông ơi. Chiều bay của con thú này thì nó nằm khoảng chừng 2m4 tới 2m5. Rồi khoảng 2m5 đó quý cô chú ơi. Hết thước hơn đó. Ừ. Thì quý cô chú xem lợi dáng của em đó nha. Đó, chi cành thì đầy đủ bên trên nha. Rồi, đặc biệt là cái bộ đế của em nó đây. Đây, quý cô chú xong thả từ từ xem nè. Rồi, trong quay ngược lại, đúng rồi, đó. Cho quý cô chú hình dung hết cái bộ đế đó nè. Rồi. Cái này cây. Cho rõ quý cô chú xem dễ giao lưu nha. Rồi Đông để nó đi rồi bà thông báo cái giá cho quý cô chú cái cây D7 luôn rồi Đông ơi. Dạ, cây D7 này thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 2.800.000. 2.800.000 ha. Dạ. Rồi. Con cũng xin bao ship cho quý cô chú anh chị giá 200 km. Rồi ship 200 cây số luôn quý dạ. Cô chú ơi. Con quý cô chú anh chị ủng hộ con ạ. Đó thì những cái cây mai thì Đông giới thiệu với quý cô chú những cây mai tàn để mà chơi Tết đó thì mong quý cô chú trong quá trình xem thích cái cây nào thì cứ alo liên lạc với Đông nha. Để Đông giữ cây lại và ship cho quý cô chú. Rồi mời Đông giới thiệu cây tiếp theo Đông ơi. Dạ, cái đây là cây D8 ạ. À. Cây D8 quý cô chú dạ, ơi. D8. Đây. Đông giới thiệu cây cho quý cô chú luôn. D8 rất là lực. À, ừ. Nó có 3 chi nhánh nha, thì mình cứ tạm gọi nó là tam tài. Đây. Cô chú nhá. Chứ còn thực tế thì cái cây này mình gọi đây là một cái chi lớn cũng được. Đây là một cái chi nữa. Còn đây là thân chính này. Đấy nhưng mà nó liền sát nhau gần đó thì mình gọi là tam tài luôn đi ba chi. Dạ. Đây bộ đế đây quý cô chú ơi. Nó nguyên một củ luôn. Rất là quái ha. Dạ. Đế thì nó tròn đế nó nguyên một củ đế. Đây quý cô chú xem cái tổng thể của dáng. Tay cành thì rất là lực. Đó, quý cô chú anh chị coi. Tay cành rất là lực. Đặc biệt bông cũng rất là đẹp. Bông là từ 5 tới 8, 10 cánh. Rồi để mình quay cái mặt bông cho quý cô chú xem nha. Dạ. Đây. Đây những cái bông đại diện nè quý cô chú ơi. Đây. Ừ. Nó một chùm vậy đó. Bông chùm. Cái này ha. Là 6 cánh này. Đó, 6 cánh ha. Đây là chùm này, đấy còn chùm lên đó. Đó 6 cánh, 5 cánh rồi 7 cánh đều hết có hết. Đây bông này. Đây 5 cánh đây. Đây. Đây nó lỡ đây là ngày thứ 2, thứ 3 rồi đó. Ừ. Cánh cũng còn đẹp, chứ bình thường nó lỡ là căng cánh nó đẹp lắm. Hiện tại nó vậy. Cây nó là bông lai hết rồi. Nó lai còn, ha. Nó không còn thuộc như bông nguyên thủy ngày xưa đó mà sợ là cánh xấu. Ừ. Gần như bông bây giờ là lai hết. Đó, tay cành thì cũng đầy đủ nha quý cô chú. Không, màu phấn nó lai hết. Rồi Đông lấy cái vị trí thuận lợi đo thông số cho quý cô chú nè. Đây, cái bộ đế. Có lấy quá cô chú ơi. Quý cô chú xem lại nè. Đo nhiều vị trí đi ha. Con nó có tổng này hiện tại nó là 45. Rồi tổng hết là 45 nha quý cô chú. Nhánh nhỏ là của đó là 12.
Rồi, theo đo từ nhánh của cô chú. Dạ, nhánh này của nó là 17. Rồi. Cốt chính nè. Cốt chính của nó đây. Cốt chính của nó là 21. 21 ha. Đó. Chiều ngang đường kính bầu của em nó là 42. 42 quý cô chú ơi. Lồi đế của cây hiện tại 96. 96. Đó. Chiều ngang của tàn là 1,5 m. Rồi, tàn 1,5 m quý cô chú ơi. Chiều cao cũng tương xứng vậy luôn. Khoảng hao hao ha. Nó hao hao vậy đó. Đây quý cô chú xem lại nha. Rồi quay một vòng nữa đi đông cho quý cô chú hình dung nè. Đó, dáng tổng thể em nó nghe quý cô chú. Tàn rất là tròn đều nha cô chú. Rồi đông quay qua luôn đi. Đó, quay qua cho quý cô chú hình dung luôn cái bộ đế nữa nè. Đó. Rồi đông báo giá giao lưu luôn cái cây D8 cây này luôn. Con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu ha. Dạ. Rồi, cũng cô chú anh chị à, nếu mà để theo cái thế này mình trồng thì mình thấy nó hơi kỳ đúng không? Ừ. Bây giờ mình về mình trồng mình dựng nó lên như này này. Cho nó thẳng lên ha. Cho nó thẳng lên, thẳng đây. Lên nó đúng theo cái thế của nó đây. Ừ, dựng đó, lên. Là một cái bộ tàn rất là tròn đây. Đây. Thấy không? Đó, dựng lên ha. À, con quay này. Đó. Đó. Đây là cho tàn nha. Đúng rồi. Đó, đầy đủ hết tàn lực luôn. Mình sửa cái đế là chút xíu là nó rất đẹp ha. Mình trồng thì nó sửa đi quá dễ rồi. Trồng thì mình sửa theo ý của mình. Đó, dựng cái đế lên. Dạ. Đây cộng đế nó có chân chịu hết này, có hết. Đầy đủ hết luôn. Giá 1,9 triệu, giá mềm quá, siêu rẻ luôn. 1,9 triệu ship 200 cây số cho quý cô chú luôn. Dạ. Đó, quý cô chú nào mà ở cái khu vực xa hơn thì có thể thương lượng phụ cái phí ship thêm với đông nha quý cô chú. Con thu hồi vốn hết đấy. Ừ. Chứ cây này nếu mà con mà có chỗ mà con chữ lại để con găm là con bán hàng Tết này chắc cái giá này con cũng không ra nổi đâu. Rất có giá. Con đang cũng nói tâm sự thiệt là con đang chuẩn bị con hợp tác để con làm một cái vườn mới. Yeah. Để lấy cây mới về để phục vụ cho quý cô chú anh chị. Rồi. Nên là cái vườn này thì con xin là báo thông báo là đã chuẩn bị là kết thúc. Rồi. Còn clip này là clip cuối cùng để kết thúc cây rồi. Nên là con để con giúp cái thu hồi cái vốn lại. Để con làm cái vườn mới để về phục vụ quý cô chú anh chị. Rồi, rất mong quý cô chú ủng hộ ha. Rồi, mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. À, tiếp theo con xin giới thiệu đây là cây D8. Cây D8 quý cô chú ơi. D8 này nó là hình con thú. Rồi. Làm sải dài lên. Và nó hồi đầu lên ạ. Đây, rất là đẹp cây luôn nó ha. Hồi đầu lên thì nó thành một cái bộ tàn rất là đẹp, tàn thông. Đây, tổng thể rồi quý cô chú trước. Cây thì cực kỳ là đều. Cây sống khỏe, bông bao đẹp. Ừ. Tay cành bao lực. Đó. Từ từ đông quay từ từ nhẹ nhẹ đi đó, quý cô chú hình dung nè. Rồi, đông quay tiếp để quý cô chú xem nè. Dạ. Đây cái dáng của em nó quý cô chú. Dáng của em nó thì cực kỳ là đẹp luôn, chuẩn cây luôn ạ. Chuẩn cây, chuẩn hình luôn ạ. Chuẩn đế. Tàn rất đẹp luôn quý cô chú. Tay cành rất là đều luôn. Rồi đông đông ngừng vị trí đó đi đông. Đây mình ghi chi tiết từ trên dưới cho quý cô chú tay xem nè. Tay cành là cực kỳ là lực luôn. Đặc biệt là cây nó đang có hiện tượng kéo xù chảy. Đây. Da của em nó là rất là vàng da. Rất là đẹp. Đây bộ đế đây cho quý cô chú xem nè. Rồi đông quay nhẹ nhẹ đi cho quý cô chú hình dung lại cái bộ đế nè. Cô chú coi kỹ nhé, cây này giá trị nó cao nó còn phải quay chậm cho cô chú tham khảo, quan sát cho thật kỹ trước khi quyết định. Đó, thân của em nó thì nó đang chảy xù xuống, lưu xuống. Đây nó có những cái dấu nù nè, đây, cô chú xem nha. Đang chảy đây này, cô chú coi này. Đó, đây. Chảy xuống đây này. Đó, xù nó chảy xuống đó. Yeah. Rồi đông để cái vị trí đó lấy thông tin cho quý cô chú đi. Đó, cho quý cô chú hình dung nè. Rồi vị trí này nhiêu đông ơi? 37. 37 quý cô chú ơi. Lồi đế của em nó 147. Rồi 147 ha. Ừ. Chiều ngang của đường kính bầu 55. Rồi. Đế này của em nó rất là lớn. 11 thì nó là 22. Đó. Những cái vị trí cơ bản để quý cô chú hình dung nhỏ đây. Nhỏ là con luồn đo được. 15. Đó. Cộng này thì quá lớn rồi. Cộng này của nó là tới 9 chiều bề ngang này thì nó là 18. Đây quý cô chú xem là cái dáng của em đó nè. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy chiều cao với lại tàn luôn rồi đông ơi. Tàn ngang của nó hiện tại là 1,6 m.
khoảng 1m6 ha. Dạ. Chiều chiều cao thì 2m. Chiều cao cỡ 2 thước hơn nha quý cô chú. Dạ, 2 đây. 2 thước hơn. Để quý cô chú xem lại chi cành bên trong của em đó nè. Rất là đều tay mà rất là lực luôn nha quý cô chú. Cây đã đâm chồi lấy lộc rồi. Ừ. Cây cực kỳ khỏe mạnh. Đây. Đây là về cô chú khui sơ bổ đất rồi cô chú cho lên chậu là phát lên liền luôn. Ừ. Cây rất khỏe ha. Dạ, cây rất khỏe. Đây. Bổ đất thì con để quá lớn. Ừ. Bổ đất để cực lớn luôn. Ba người cây này dạch đấy cô chú. Đây, rất đẹp luôn. Rồi bây giờ mình mời Đông giao lưu cái cây này cho quý cô chú đi Đông ơi. Dạ, cây này thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 12.500.000. 12.500.000 ha. Dạ. Rồi. Cây thì anh quay chi tiết vào cái bông cho quý cô chú anh chị coi. Rồi, đấy, bông của bông cây ha. Thì rất là đẹp. Đây. 2, 4, 5 cánh đây. 5 cánh cũng rất là đẹp. Cánh đều ha. Đó, 6 cánh có, 7 cánh có, 8 cánh có. Và đặc biệt cây rất là thơm. Lá này cô chú này, thấy không? Lá rất là tròn lá và rất là lớn lá. Đây là bông rất là tròn và lớn, đẹp. Cực kỳ là thơm luôn, đứng đây là thơm ngao ngát luôn ạ. Bông là thơm ha. Cực kỳ thơm luôn, bông chùm. Đó thì mong quý cô chú, nếu mà xem thì thấy hợp nhãn thì cứ alo liền cho Đông nha quý cô chú. Đó, những cây nguyên thủy luôn, khỏi cần phải về ghép ạ. Cây này phẩm hết rồi ạ. Tại vì những cái cây này là cây của cuối cái chương trình ha. Cho nên là những cái cây này được tuyển lựa nè. Đó, hết khoảng 200-300 cây mới được một vài cây nha quý cô chú. Rồi, rất mong quý cô chú xem thích thì alo liền cho Đông để Đông ship cho quý cô chú nha. Phần con thú làm bên ngoài nhìn trông nó nghênh lên rất là đẹp nha cô chú ơi, đẹp lắm luôn. Đít nó lở lắm. Chiều dài của con thú con đo thử đây. Rồi, đo thêm luôn. Dài con thú này nó tới 57 đó. 57 ha. Dạ. Rất là lực luôn á. Chiều ngang của cái đít của nó là tới 19. Rồi. Đít nó lở tới 19 này. Ừ. Lở lắm luôn. Đó, quý cô chú cứ nhanh tay nha quý cô chú ơi. Cây cực kỳ là đẹp. Chuẩn tay cành hết đó cô chú ơi. Rồi, mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú luôn Đông ơi. Tiếp theo con xin giới thiệu với quý cô chú anh chị là cây D10. D10 ha. Dạ. Đây quý cô chú ơi. Đấy. Cây D10 là sở hữu một bộ đế cực kỳ là đẹp. Đây. Đây gió quá mong quý cô chú xem. Dạ. Thông cảm nha. Đây D10 là tổng một thể siêu này. Thú. Đây, dáng của em nó rất đó. Là cao nha quý cô chú, gót lên trên luôn á. Gót lên trên luôn. Bộ tàn cũng đều đẹp. Ừ. Đó. Tay cành lực. Đây quy cái đế bộ đế này. Luôn ạ. À. Đây bộ đế cho quý cô chú ơi. VIP luôn. Rất là đẹp bộ đế luôn nè. Đó, bộ đế quý cô chú hình dung nha. Rất là lực. Chảy đều hết cái mâm luôn nha quý cô chú. Quý chú coi, coi từ từ. Thông thả ha. Đó. Đế là cực kỳ là đẹp và đều luôn. Cọng nào cọng đó rất là lớn. Đó, hai chân đây. Da rất là đẹp, đều. Mặt nào mặt đó là giống y chang như nhau luôn ạ. Đó, cực kỳ là đặc luôn. Thì ở đây nó có một cái đuôi vòng móc vào đây. Đó, đây là đế nôm xuống. Đó, nên là cây này nó rất là hoàn hảo. Bộ đế thì không thể chê đâu được. Đế cực đẹp luôn. Đây mình lấy tổng thể rồi cho quý cô chú xem nè. Đó, dáng của em nó nè quý cô chú. Rồi Đông quay qua một cái vị trí thuận lợi rồi lấy thông tin cho quý cô chú đi. Rồi. Đây. Anh tiến sát ở đây để em lấy cho cô chú. Đây. Thì hiện tại vị trí này á, nếu đo ngay trên này nó có cục lu lên chút xíu thì nó là 42. 42 ha. Dạ, con kéo xuống này tránh cục lu ra. Thì nó hơi xéo cái thước thì nó cũng nằm ở vị trí là 42. Rồi. Đó, nhưng mà bây giờ không biết đo sao nữa, bởi vì nó càng lên nó càng vướng cái cục lu. Thì nó là mô hình nó chỉ là để tham khảo cho quý cô cây thôi. Thì mong quý cô chú anh chị nhé. Cái này cái tay cành đây nhỏ nhất ở dưới này của nó là 11.
một dạ. Thời cảnh cái chi đây là 20 rồi. Dạ cây này nó giá trị nó cũng hơi cao, thì con phải đo nó hơi sát sao chút cho cô chú anh chị tham khảo. Vị trí con chính nó là 30 rồi, 30 ha. Dạ. Chiều ngang đường kính bầu của nó hiện tại của nó là 58 rồi. Cái này tôi chọn mét. Con đo cái lồi đế của nó thì dữ lắm ạ. Lồi đế của nó thì khoảng 106 tới 107 ạ. Rồi, rất là to ha. Dạ. 107. Rồi quay một vòng lại cho quý cô chú coi cái bộ đế lại nè. Đây, bộ đế thì cực kỳ là đều đẹp luôn. Đẹp đều không chê vào đâu được. Nói về bộ đế thì cực kỳ. Rồi, tổng thể rồi cho quý cô chú xem. Thân thì lắc luôn. Già, mót đọt từ dưới lên. Tay cành đóng rất là khéo, đều đặt. Bộ tàn cũng đều luôn. Nhánh nào là nhánh đó là rất là lực. Cây hoàn hảo hết. Rồi, Đông quay qua báo giá giao lưu luôn Đông ơi. Dạ, con thú này thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 16 triệu. 16 triệu ha. Dạ, 16 triệu con xin bao ship là 200 km. Ship 200 km luôn. Con chưa đo cái chiều ngang bộ tàng cho cô chú tham khảo. Rồi, cứ đo thêm đi cho quý cô chú hình dạ. Dung nha. Chiều ngang bộ tàng khoảng 1m8. 1m8 quý cô chú ơi. Chiều cao thì hao hao nhiêu không? 2 thước dây có dư. Ồ, rất là cao ha quý cô chú. 3m trở lên. Ừ. Đây, dạ. Gót lên trên luôn quý cô chú ơi. 3m trở lên. Đó. Đó con này thì... là cực kỳ là VIP luôn ạ. Đó thì mong quý cô chú xem, nếu mà thích em nó thì cứ alo cho Đông. Cái nha quý cô chú. Cô chú anh chị mà Tết mà để ngay trước cửa nhà sân mà lên lên một cái chậu, cô chú anh chị mua cái chậu khoảng chừng 5 triệu cái chậu á. Ừ, rất là tuyệt ha. Thì cái chậu đó thì đẹp rồi, về lên con này nó mới tương xứng được. Ừ, hình thú ha. Thì nó tôn cái cây lên cực kỳ là đẹp luôn. Đấy quý cô chú anh chị coi. Cứ alo liền cho Đông nha, nếu mà thấy hợp nhãn nha quý cô chú. Vườn chỉ có được một vài cây để thử lại cho cô chú anh chị về cuối vườn thôi. Rồi, mời Đông giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú Đông ơi. Dạ, cây tiếp theo con xin giới thiệu với quý cô chú anh chị là cây D10. Cây D10 ha. D10. Đây. Vâng. D10 thì con mới cắt được một chút bông xuống thôi để cho nó khỏe cây. Rồi. Nó côn sơ lại rồi. Đây quý cô chú xem dạ. Cho kỹ nha. Thì cái nó nguyên một cái bộ đế nó gom lại. Nó gom lại cực kỳ là lực luôn. Đây. Đấy quý cô chú anh chị coi. Đó, nó gom lại rất là đẹp. Rất gọn khéo, cây. Khéo cây ha. Khéo cây, khéo đế nó gọn lắm ạ. Lực. Thú này nó thực tế là nó lắc lên rất là đẹp. Ừ. Và nó đã đổ xù đây này. Rất có các cái cổ đây cô chú, đây thấy không? Ừ. Nó đổ xù hết. Ừ. Đó nó đang đổ. Nó đang nứt ra đổ. Về quý cô chú anh chị nuôi thêm tất nhiên là mình về mình nuôi là nó sẽ bị trùng cái cây lại, nó không có phát được ra cái xù. Ừ. Nhưng mà một năm sau thì khi cô chú anh chị mà nuôi nó đã xung cây thuần trọng rồi, ổn định rồi á. Ừ. Đúng rồi. Đó ừ. Tại vì nó đã có cái dấu hiệu của xù rồi thì cô chú anh chị cứ yên tâm là nó sẽ phát huy. Đúng rồi. Đó. Đây quý cô chú xem nha. Nó là một con thú rất là đẹp. Nó rồi. Gom lại cực kỳ là đẹp luôn. Thì tổng thể là đây từ quý cô chú. Đế cho tới tay cành rồi cho tới thân. Thân thì nó lắc lên và nó lu từ cái đầu nhánh một ra rất là có duyên. Tương đối hoàn chỉnh nha cây này quý cô chú. Ừ. Thân em nó giót lên trên nữa nè. Đó. Ừ. Chi cành thì nó đều hết bốn mặt ha. Đều rang luôn rồi quý cô chú ơi. Đó, đặc biệt là tay cành rất là lực. Đây quý cô chú xem lại bộ đế nè, rất là khéo. Nó gom gọn lại ha. Nó gom gọn lại, nó kéo, nó chạy đều hết luôn. Ừ. Rồi, bây giờ Đông lấy một cái vị trí thuận lợi để lấy thông tin cho quý cô chú nè. Con này nó gọi là bốn mặt tiền luôn đó cô chú. Ừ. Người ta chơi một cái cây có thể có một mặt tiền để người ta trưng thôi, nhưng mà cái này nó là bốn mặt tiền luôn. Mặt nào cũng đẹp hết ha. Mặt nào cũng đẹp hết. Bất cứ mặt nào của cô chú coi cũng đẹp hết, 360. Rồi, lấy thông tin luôn rồi Đông ơi. Cái chiều này là gần 47. Rồi, à, 47 ha. Dạ. Rồi. Bây giờ con chỉ biết đo chỗ này thôi chứ không biết đo chỗ nào khác nữa. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Đo lên khúc trên này thì cũng không được rồi. Ừ. Dưới đây thì nó chỉ cũng là một khoảng đó 47, 46 này. Đúng rồi. Không thể đo hơn được. Rồi, hao hao cái củ dạ. Ở dưới luôn đi. Đo cái củ đặc luôn nha. Quý cái củ này rất là đặc luôn. Cây này là quý cô chú nếu mà chơi thì rất là quan tâm cây này. Củ đặc của nó là 100 đúng luôn. Rồi. Đó, 100 ha. Cái phát thân thì thôi khỏi cần phải đo rồi cô chú nha. Nó quá thấp rồi. Rất là lực luôn cây luôn á. Thì cái này của nó là đường kính bầu khoảng 63. 63. Rồi. 63 thì mình về mình tôi chọn khoảng 1m thì nhỉ. Rồi. Chọn 1m là ok rồi cô chú ạ. Đây bộ tàng đây.
chiều ngang của bộ tàn là khoảng 1m6 tới 1m7. Rồi, khoảng 1m7 ha. Chiều cao luôn ha. Hiện tại của cây thì con đang đo nó làm khoảng chừng 2m5. 2m5 ha. 2m5 hơn nha quý cô chú. Dạ. Nói chung là về cô chú mình cắt côn cái đầu tàn bên trên lại nha cô chú. Ừ. Nó hơi cao con chưa có lấy xe cắt được. Rồi. Cắt côn lại có thể cắt ngắn cái tàn đi chút xíu đó, cho cái cây nó càng lực hơn. Ừ. Đó. Đây là không cần chưa phong cao đâu. Đây quý cô chú xem lại cái bộ đế nè, quá xuất sắc luôn quý cô chú ơi. Rất là khéo cây luôn. Vừa đế mà vừa tàn, rất là đẹp. Cây này có thể nói là tương đối hoàn chỉnh nha quý cô chú. Về quý cô chú chỉ cần lựa một cái chậu đẹp đó, giá trị đưa vô. Rất là đẹp cây luôn. Đây bộ tàn xem lại quý cô chú ơi. Không chê vô đâu được luôn. Rồi bây giờ mình mời Đông thông tin cái giá để vô quý cô chú giao lưu nè. Dạ cái cây D10 này thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá mong muốn của con là 19 triệu. 19 triệu ha. Dạ, con cũng xin bao ship là 200 km. Rồi ship 200 km. Những cái cây giá trị mà từ trên 10 triệu thì chắc chắn con sẽ có thể là ship bằng xe tải. Xe tải đây ha. Dạ. Cho đảm bảo. Cho đảm bảo sức khỏe của cây và cũng đảm bảo tay cành cho cô chú. Bởi vì cây giá trị nó quá cao. Yeah. Thì thường nó là những cái cây đẹp mà về nó có gặp cái hiệu suất nó sơ suất một chút xíu thì nó mất công nó làm xấu cái cây của cô chú đi một chút. Đúng rồi. À. Con cũng rất là buồn, con cũng chẳng có vui gì ở cái điều đó. Đó thì quý cô chú giao lưu thì yên tâm về cái phần đó nha. Đông sẽ ship và cẩn thận cho quý cô chú những cái cây giá trị nha. Đó thì vừa qua đó thì em cháu với Đông cũng cố gắng giới thiệu cho quý cô chú giao lưu những cái cây mai được Đông tuyển lựa rất là đẹp để giao lưu cùng quý cô chú chơi cái dịp Tết sắp tới. Thì rất mong quý cô chú xem ủng hộ. Đó thì Đông chào quý cô chú luôn Đông ơi. Dạ thì cái cây D10 này cũng là cái cây cuối clip này của con ạ. Thì con trước tiên thì con cũng xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Đông Bình Tân suốt một chặng đường dài thời gian qua. Và không những vậy mà quý cô chú anh chị còn đã có những tham gia ý kiến đóng góp, rồi những lời bình luận mà để cho anh em con có thể rút được ra những cái kinh nghiệm rất là quý báu để phục vụ cho quý cô chú anh chị tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa là có những cô chú cũng như anh chị và các bạn đã rất là thương Đông Bình Tân là đã gọi điện tới rồi tham gia ý kiến trực tiếp, rồi là ủng hộ cây rất là nhiệt tình, rồi là bày tỏ những mong muốn của mình. Thì chính những điều đó là những cái động lực mà thực sự là rất lớn để cho con tiếp tục đi kiếm thêm một cái nguồn hàng mới để về phục vụ cho quý cô chú anh chị và tiếp theo. Thì cũng mong muốn là những cái sai sót của anh em con thì cái sự đóng góp đó thì có thể tiếp tục được sự tri ân, rồi cũng như là sự đóng góp chân thành của từ cô chú và anh chị và các bạn để cho con có những sự tiến bộ và phát triển hơn. Vâng, thì con cũng xin cảm ơn, và lời cuối cũng xin cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Xin cô chú kính chúc cô chú là thật nhiều sức khỏe, dạ, gia đình là an khang và thịnh vượng. Rồi. Và cũng không quên là nếu cô chú anh chị nào mà đã đăng ký kênh An Giang Ngày Nay rồi thì con xin thay mặt anh chủ kênh và cũng như là Đông Bình Tân là xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi. Và những ai mà đã chưa đăng ký thì mong rằng sẽ nhanh chóng đăng ký để theo dõi những video tiếp theo ha. Của anh em con. Rồi. Con xin chân thành cảm ơn nhiều ạ. Rất cảm ơn Đông ha. Rồi rất cảm ơn quý cô chú đã đồng hành cùng Đông cũng như là kênh An Giang Ngày Nay trong suốt thời gian qua. Thì quý cô chú cứ xem thì thấy ưng cái cây nào thì cứ alo cho Đông liền. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình và chia sẻ những cái gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.